Và ngân hàng Bankia là ngân hàng gặp nhiều khó khăn nhất tại Tây Ban Nha, được cho biết sẽ nhận được tiền cứu trợ. Theo một nguồn tin của đài Reuters cho biết, ngân hàng được quốc hữu hóa sẽ nhận được một khoản tài trợ vốn lên đến 5 tỷ euro từ quỹ giải cứu của Ngân hàng Quốc gia Tây Ban Nha. Nguồn tin này còn cho biết Bankia sẽ nhận được tiền vào khoảng 14 tháng 9. Mức độ quan trọng của các vấn đề của ngân hàng Bankia đã được nhấn mạnh một lần nữa vào thứ Sáu sau khi ngân hàng cho biết đã bị thua lỗ 4.4 tỷ euro trong nửa đầu năm nay. Các phân tích gia không chắc là Tây Ban Nha có thể giúp cho các ngân hàng khác theo cách này, và đây cũng chỉ là một giải pháp tạm thời cho vấn đề của ngành ngân hàng Tây Ban Nha nhằm kéo dài thêm thời gian, và có thể sẽ có một lần tài trợ cứu nguy khác trong thời gian tới. Tây Ban Nha đã yêu cầu 100 tỷ euro cứu trợ để giải cứu lĩnh vực tài chính của mình. Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy, đã nói Madrid có thể yêu cầu được viện trợ nhiều hơn, nhưng không cho rằng viện trợ này đi kèm với các điều kiện mới. Ông muốn chờ xem chi tiết của chương trình mua trái phiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu trước khi quyết định. Tuy nhiên, các phân tích gia cho rằng việc cứu trợ ngân hàng của Tây Ban Nha chỉ là khởi đầu. Khó mà biết chính xác tình hình Tây Ban Nha sẽ kết thúc ra sao, bởi vì giống như trong trường hợp của Ái Nhĩ Lan, một khi ngành ngân hàng có vấn đề sẽ tạo các tác động trên phần còn lại của nền kinh tế. Chỉ là hiện nay chưa ai biết rõ tình hình của Tây Ban Nha tệ đến mức nào. Nhưng một điều chắc chắn rằng Tây Ban Nha sẽ không thể tự giải quyết vấn đề của mình mà sẽ cần một sự hỗ trợ tài chính rất lớn từ phần còn lại của khu vực đồng euro. Tây Ban Nha đang gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng, trong khi chính phủ đang cố gắng để cắt giảm nợ quốc gia, làm giảm chi phí vay mượn và thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Đó là lý do tại sao ông Rajoy lưu tâm đến điều kiện có thể đi kèm với các viện trợ mới. Nhưng một số nước trong khu vực đồng euro, thí dụ như Đức, chỉ muốn Ngân hàng Trung ương châu Âu mua nợ của các nước đang gặp khó khăn nếu như Quỹ tiền tệ quốc tế áp đặt các điều kiện. Chủ đề này chắc chắn sẽ nằm trong chương trình nghị sự khi Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đi đến thủ đô Tây Ban Nha vào cuối tuần này.